Một nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam nói rằng hiện có tin người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ lên làm chủ tịch nước giữa lúc Việt Nam bắt đầu quốc tang 2 ngày dành cho ông Trần Đại Quang. Giáo sư Carl Thayer từ Australia nhận định rằng hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành chủ tịch vào cuối năm nay và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả chức chủ tịch nước. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói rằng ông không nghĩ rằng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ lên. Khả năng nó nhân, ông là cái bộ mặt mà ông có thể làm cái việc, cái vai trò của nước. Từ nay cho đến hết tháng Giêng năm 2021, đưa một người khác lên, ngoại ngữ không biết, rồi thì là các quan hệ bên ngoài cũng không rõ, không trải qua các cái công việc ở dân sự, công việc chính phủ đấy ở địa phương thì đi lên là nó sẽ kẹt. Sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, người không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, đã được giao giữ quyền Chủ tịch nước Việt Nam đến khi Quốc hội bầu người thay thế. Quốc tang cho ông Quang được bắt đầu cử hành vào ngày 26 tháng 9. Theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới viếng và viết trong sổ tang. Trong khi đó, tại Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York đã tổ chức lễ viếng ông Quang và mở sổ tang từ ngày 24 tháng 9 tới 25 tháng 9.